Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại xem video của em. Ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của xe Nissan Tiana 2007 đến 2013 anh em nhé. Đây, đây chính là cái dàn lạnh của nó này. Với cái dàn lạnh này thân nó khá là to nên là tản nhiệt cực tốt. Những cái dàn trên đời 2000 thì 100% gần như dàn lạnh nó là dàn đúc của anh em nhé, tức là các cái tép này của nó rất là dày này, thì chúng ta gọi là tép đúc này. Đấy. Đây, anh em cùng nhìn này, đây là cái chỗ để chúng ta sẽ bắt còng vào đây, sau đó đưa ra một đoạn thì chúng ta sẽ bắt van tiết lưu. Cái nguyên vật liệu chính để sản xuất cái dàn lạnh nó là 100% là hợp kim nhôm. Và cái thông số kỹ thuật của sản phẩm thì nó sẽ là chiều rộng của nó là 28,5, chiều cao của nó là 30 và bề dày của nó là 3,8 anh em nhé. Tất cả các cái dòng sản phẩm này thì trước khi lắp ráp hoặc là chuyển tới tay khách hàng thì bên em đều kiểm tra kỹ, không móp méo này. Đấy, không móp méo và gọi là chuẩn theo kích thước và yêu cầu của khách hàng đấy. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ lên theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.